Xin chào mọi người Chắc trong vài ngày tới là Ad sẽ ra Nó lệch giờ một xíu Rồi một có thể là Hơi ít chuyện đi một xíu à, Ad cảm ơn bạn Bù Công Danh nha Hồi trưa bạn mới chuyển khoản ủng hộ Ad Cảm ơn Bù Công Danh rất nhiều à, Phú Đại Gia mà bạn muốn tìm á Thì cái cái link là Ad gửi cho cho bạn rồi đó Thì những uh, tập phần đầu tiên là có ở bên kênh đó Chứ còn <laughs> Ad bị hủy mất tiêu rồi phải hủy chứ không là sập kênh nhưng mà kênh đó người ta nghĩ rồi nhưng mà người ta còn vẫn còn giữ clip bạn coi đỡ bên đó nha phú đề gia ở rễ trường 7153 đến trường 7157 một luồng cảm giác đau đớn thấu tim nhảy mắt xong tới đỉnh đầu Bộ Nguyên Minh Hắn thầy trái quanh, giống phút này như bị một cây kim cực lớn nào đó đâm vào, mặc dù không có bất luận một chút giấy vết thương gì, nhưng lại đau đớn dị thường. Mà đau đớn này không phải tới từ thể xác, tự hồ là đến từ sâu trong linh hồn. Nhìn thấy biểu tình biến hóa của bồng minh, quỷ trì bá lãnh đột nhiên trừng to hai mắt, sau đó là một hơi dùng máu tại đầu lưỡi lại lần nữa trực tiếp phun ra. Máu tươi trùm xuống phía trên người rối, người rối này đột nhiên kịch liệt trun rẩy mà quỷ chi bản lãnh thì phát ra tiếng cười lạnh cầm lên ngân châm lần này chậm rãi hướng về phía ngực của người rối đâm vào một loại cảm giác đau đớn vô hình lan tràn ra hướng về vị trí trái tim phụ tới sắc mặt bụng mình liên tục thay đổi đây rất cục là thứ tà thuật gì vậy chứ thế mà lại có hiệu quả như vậy hay sao nương theo ngân châm tới gần bụng mình cảm giác được trái tim của mình bắt đầu có cảm giác đau đớn thậm chí rất có khả năng tại thời khắc cây ngân châm kia triệt để hạ xuống, trái tim anh sẽ bị nổ tung. Tại thời khắc này, Bộ Ngân đều kìm làm không được mà cảm khái, không hổ là đại cao thủ thủy tổ nhẫn giả đến từ Cao Thiên Nguyên. Thủ đoạn như vậy, chẳng những quỷ dị, yêu tà mà mẫu chốt chất chính là vô cùng bá đạo, phá cho ta. Có điều, Bộ Ngân cũng không hề nói nhảm mà là cảnh nát đầu ngón tay của mình, nhắm mắt sau đó có một chuỗi giọt máu bay ra trong đó có một giọt máu tươi rơi xuống trên thân quỷ chi bá lẫn đang mất cảnh giác còn có mấy giọt rơi xuống phía trên người rối quỷ chi bá lĩnh vốn dĩ có năng niệm chú trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia đau đớn hắn kêu thảm một tiếng âm thanh niệm chú trong nháy mắt im bặt mà phía trên người rối kia có bắt đầu có khói trắng bốc lên bùi minh nhìn xem một màn này dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó thả nhiên nói nói trắng ra đây cũng chỉ là chú thuật đạo quốc mà thôi còn có mấy phần tác dụng Nhưng cuối cùng vẫn là tà ma ngoại đạo Cũng bình thường mà thôi Từ đó rời xuống Bùi Minh một bước phóng ra Lao thẳng tới trước người quỷ chi bản ảnh Một bàn tay quất ra búp. một tắt này gọn gàng quất tại trên mặt quỷ chi bản ảnh đem chúa thật còn đang lắp ba lắp bắp trong miệng hắn trực tiếp cắt đứt mà giờ khắc này người rối kia cũng lập tức liền mất đi linh tính tại trong làn khói đen bị thiếu đốt hầu như không còn gì một mặt này làm cho quỷ chi bán ảnh hơi sững sờ, nhà mắt sau đó khàn giọng rống to, "Ba ca, dám phá hủy bảo vật của thủy tổ nhẫn giả ta, ta muốn ngươi phải đền mạng." Quỷ chi bán ảnh lần này rút ra trường đao đạo quốc sau lưng, liều mạng hướng về vị trí bộ minh phóng tới. Một mặt hắn đã thực sự phẫn nộ, mà mặt khác thì là hắn không tin, còn rối nguyên đủ của mình đối với bộ minh mà một chút tác dụng đều không có. Giờ phút này, quỷ chi bán ảnh vốn đang có nhiều hơn mấy phần lòng tin, một đao với so với một đao còn nhanh hơn, một đao so với một đao càng hung ác hơn. Đến cuối cùng, đao quang gần như đã biến thành điện mang, biến thành lôi đình, dường như mỗi một đao này của chi chí bảo lãnh để đang toàn lực ứng phó. Chỉ tiết, dù toàn lực ứng phó như thế này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nương theo mấy đao cuối cùng của chỉ quỷ chi bá lệnh rơi xuống, Bùi Minh vẫn thành sắc đạm mặt như cũ, thế nhưng là quỷ chi bá lệnh lại bất tri bất giác, sắc mặt biến thành hoàn toàn trắng bệch. Rõ ràng, trước đó hắn vốn đã nhận tổn thương giờ phút này lại càng là bị hao tổn nghiêm trọng người không được ra bùi binh nhìn xem một màn này thở dài một hơi sau đó một quyền quất ra quỷ chỉ bá lãnh thân sắc lạnh lùng lại lần nữa vung lên trường đa đạo quốc vô cùng cường thế đánh tới quyền và đau va chạm vào nhau trong một chớp nhóm này trường đa đạo quốc ầm vang vỡ nát mà thân hình quỷ chi bá lãnh cũng như diều đứt dây văng lộn ngược về đằng sau rất nhanh thân hình quỷ chi bán ẩn rơi xuống nửa quỳ trên mặt đất hồi lâu sau mới phun ra một ngựa báo tươi thần sắc khó coi lão đã lớn dậy chỉ là thời điểm đứng lên trở lại khóe miệng của hắn có báo tươi chảy xuôi ngực không ngừng phòng ra lõm vào cả người muốn có bao nhiêu chật vật thì có bao nhiêu chật vật một kích trọng thương từ một điểm này có thể thấy rõ thật là có bộ minh mà bố minh cũng lười tiếp tục cùng quỷ chi bá lãnh dây dưa mà thân hình anh lại lóe lên một quyền là đền nữa rơi xuống vù vù vù. từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên có mấy ninja gia đảo quốc đập ra hiển nhiên đã thấy được quỷ chi bá lãnh đã rơi vào thế yếu thế nhưng là bọn hắn vừa mới tới gần liền bị bố minh một chân đạp bay tại trước mặt bố minh đã chính thức xuất thủ những ninja gia đảo quốc này không có bất kỳ giá trị tồn tại nào dùng áo khí võ đạo nhanh lên nhìn thấy khí thế không thể cản nổi của bồ minh thần sắc quỷ chi bá lãnh liên tục thay đổi sau đó nhìn về sau lưng quát chó tay mở miệng quỷ chi bá lãnh làm việc vẫn luôn luôn cẩn thận lần này hắn mặc dù đã đến từ xa xa theo dõi phong ma ra tay nhưng mà bên người cũng đã chuẩn bị không ít cao thủ nói ví dụ như năm linh gia ẩn nấp này cả đám đều mang theo ám khí báo đạo khổng tức linh chỉ chờ tại thời khắc mỗi chốt có thể cứu hắn nhưng lại bây giờ bất kỳ hắn gầm thét như thế nào trong rừng cây sau lưng hắn để không có bất kỳ một lời nào đáp lại quỷ chỉ bán ẩn thần sắc kịch biến hắn phát cho được có gì đó không ổn người có mình chỉ sợ đã chết sạch rồi nhưng với đề là bùi minh xuất hiện ở trước mặt mình như vậy rốt cục là ai đã giải quyết lá bài tẩy của mình chứ Tờ hồ là nghi nhìn ra nghi hoặc có quỷ chỉ bán ẩn bùi minh nhẹ giọng cười một tiếng không cần phải nghi hoặc như thế người có thể chuẩn bị một chút áp chủ bài ta liền không thể chuẩn bị hay sao? Yên tâm đi, những người mà ngươi đã an bài đang chờ ngươi tại trên hoàng thuyền độ. Ngươi cứ an tâm, lên đường đi. Theo tiếng nói rơi xuống, bộ minh thân hình khẽ động, tiện tay nhặt lên một nửa đoạn trường đao đạo quốc trên mặt đất, hướng về ngực và bụng quỷ chi bá lẫn quất tới. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt, nhưng quỷ chi bá lẫn vẫn cố cưỡng ép, lùi ra phía sau nửa bước, tránh đi một kích tất sát này Nhưng ngực và bụng của hắn vẫn hiện hiện một vết máu đỏ sẫm như cũ hắn cùng dám tiếp tục đánh cùng bộ binh mà là ôm ngực trở tiếp coi người bay trốn đi bà đâu trai cứu ta nghe đi, cứu ta bà đâu trai vù quỷ chi bá đỉnh tốc độ cực nhanh nhưng có lẽ là tại trong thời khắc sinh tử nên tốc độ hắn so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần có chút cho dự hướng về phía sau lao đi mà bộ binh thì không nhanh không chậm đi theo đêm nay vô lại như thế nào anh đều muốn giải quyết quỷ chi bá đỉnh cái phiền quá này bằng không mà nói một người như thế này ở nấp ở bên trong giới thành thì đối với bộ minh hoặc là đối với đa bạch phượng mấy người mà nói ít nhiều để xem mang đến rất nhiều phiền phức chứ đều bộ minh cũng không tận lực gia tăng tốc độ mà là anh muốn nhìn một chút phía sau lưng quỷ chỉ bán ảnh đến cùng còn có các người nào hay không rất nhanh hai người vượt qua một vách núi tại phía trước xuất hiện một khu rừng nguyên sinh âm u trong khu rừng rậm có một con đường đất nhưng có mấy phần cổ xưa hai bên đường đất còn có những ngọn đèn cổ xưa tại trong màn đêm có chút kỳ dị. Mà với loại ánh sáng như thế này lại làm cho núi rừng càng lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Bộ minh khẽ nhớ mày, một chỗ như vậy không phải là một sớm một chiều mà hình thành. Xem ra, người có cao thiên nguyên, đạo quốc đã sớm bố cục tại giới thành từ rất lâu rồi. Sau khi đứt nhìn mấy lần, bụi minh không còn, còn tiếp tục để ý tới cảnh sắc bốn phía xung quanh, mà là ánh mắt là lần nữa rơi xuống trên thân, quỷ thi bán ảnh. Sau khi thân ảnh quỷ chi bán lãnh tiến vào khu rừng rậm với khoảng cách 100 mét, hắn bỗng nhìn phất tay, trong các đường xuất hiện một thanh và các linh nổ tinh xảo. Hắn có không quay đầu lại, và thẳng tới phương vị bộ minh bóp cò. Bộ minh thần sắc đạm mạc, thời điểm nhìn thấy màn mưa tên bay tới, ăn một chân đạp trên mặt đất, đá vụn điền vun vút bay ra, trực tiếp đến những tên nỏ kia, toàn bộ đều đập rớt. Một kích không trúng, quỷ chi bán ảnh thần sắc liên tục thay đổi, sau đó liền hướng về phía sau, thật nhanh, nuôi lại Thời tác này của chi bá ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn biết rất rõ ràng, một khi rơi vào trong tay Bụng Minh, mình tất nhiên sẽ chết, không có chỗ chôn. Bụng Minh hai mắt hiếp lại, bước chân vẫn không vội, không chậm như cũ. Bởi vì hành động của quỷ chi bá lãnh quá mất cố ý, có một loại cảm giác như sợ Bụng Minh sẽ không giết theo vào. Cho nên, tại lúc này, Bùi Minh mặc dù vẫn còn tiếp tục truy đuổi, nhưng cũng phải đảm bảo một mức độ cảnh giác nhất định dù sao thì sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực huống chi quỷ chi bá Lẫn hoặc là phải nói người có cao thiên nguyên đến từ đạo quốc tuyệt đối không phải là con thỏ mà là chó hoàng âm tàn cứ như vậy hai người một trước một sau không ngừng xuyên qua trong đường rộng mà khoảng cách của song phương luôn một mực bảo trì trong khoảng 30-40 mươi bốn mươi mét có lúc bộ binh giảm tốc độ chậm lại một chút thì Quỷ chi bán ảnh ở phía trước cũng đều giống như gặp phải các loại chuyện ngoài ý muốn làm cho động tác của hắn cũng chậm lại mà một khi tốc độ của bờ minh nhanh hơn thì tốc độ của quỷ chi bán ảnh theo đó mà trở nên nhanh hơn hai người thực giống như như là oan gia kiếp trước hắn trốn anh đuổi hắn có bọc cánh cũng khó mà thoát được sau một phút quỷ chi bán ảnh đi vào một khu vực tương đối thoáng mà tại khu chính giữa khu vực này có một tòa kiến trúc cổ xưa có vẻ giống với đền thờ đạo quốc mà trên mặt đất phía ngoài tòa kiến trúc có lít nhà lít nhất trường đa đạo quốc đang cắm ở trên đó. Có cái đã đứt gãy, có cái đã rỉ xét, nhưng lại có nhiều trường đa đạo quốc càng là tản mắt ra một loại huyết khí âm trầm khó tả. Thời điểm nhìn thấy toàn kiến trúc này, thần sắc quỷ chi bá lãnh dường như trở nên thả lỏng hơn mấy phần, hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng hét lên bạn đạo trai ta đang đem người mang đến họ bùi khốn kiếp này chẳng những đã phá hủy quy hạch của cao thiên nguyên chúng ta hơn nữa còn là đại địch của cao thiên nguyên chúng ta không giết chết hắn ngươi và ta đều có thể cho cao thiên nguyên một câu đánh lời sau khi nói ra lời này quỷ di bán lãnh đều là một vẻ bạch dữ tợn đồng thời hắn quay người nhìn chằm chằm bùi minh nghiến đang nghiến lợi bùi minh hơi hít bắt lại thân hình rơi xuống bên ngoài vùng đất trống biểu hôn lộ trên mặt hiện đã có mấy phần hứng thú mặc dù quỷ di bán lãnh trước đó vẫn đang gào thét bà đau trai bà đau trai nhưng hiện tại tới chỗ này bộ minh mới phát tác được bà đau trai trong việc quỷ chi bá lệnh chỉ sợ cũng không hề đơn giản 3 k ngay lúc này một đã thân ảnh mặc kiếm đạo bào chậm rãi từ trong đền thờ đi ra hắn đếch nhìn quỷ chi bá lệnh một chút thanh âm tràn ngập vẻ hung tợn và khinh thường bá lệnh là chính người tự mình nhận nhiệm vụ luôn mồm nói mình có thể giải quyết mục tiêu thế nhưng là kết quả thì sao chứ Ngươi ngoại trừ mất mặt xấu hổ ra thì còn có tác dụng gì khác hay sao? Phế vật, chân chính, phế vật mà. Sau khi nói xong, thân đánh bà đau trai xoay định tài trên bậc tam cấp đền thờ. Bộ minh có chút thưởng thú nhìn sang, sau đó đã cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên. Đại cá thủ thủy tổ kiếm đạo của ca thiên nguyên này, tu vi kiếm đạo xem ra có mấy phần long trời lở đất ra. Khí tích này thực sự không tầm thường à. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bộ minh Bà tao trai hướng về phía bộ Minh miếng cười, sau đó tiếp tục nhìn xem quỷ di bá lãnh chậm rãi ra ra. Muốn bốn tọa ra tay cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ghi nhớ sau việc này, ngày sau tại giới thành tất cả mọi hành động để cho ta chỉ huy. Thủy tổ diễn giả các người chỉ thấy làm người thi hành mà thôi. Quỷ di bá lãnh sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng qua rất nhanh, vẫn là trầm nhậm ra ra. Không có vấn đề gì, thủy tổ nhẫn giả chúng ta đồng ý được nhớ kỹ lời hứa của ngươi sau khi đã xong bạn đau trai lại lần nữa một bước phóng ra thân hình nắn trực tiếp rơi xuống phía trên một chuôi trường đao đạo quốc đang cắm trên mặt đất chắc phải tại sau lưng phiêu lãng giữa không trung hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống bộ binh một lát sau khẽ từ một tiếng đại biểu võ minh đại hạ bộ minh đúng không ta nghe nói ngươi là đại đệ nhất nhân của võ minh đại hạ hiện tại nhìn thấy chân thân ngược lại đặt cảm thấy cũng chỉ bình thường mà thôi. Dù là có một chút thực lực, nhưng đầu óc đoán chừng cũng không được tốt. Dù sao thì cảm bởi rõ ràng như thế để có thể tiến vào, đủ để chứng minh đầu óc ngươi ngập nước. Bùi Anh Thả Nhiên nói ra, ngươi có cảm thấy có một loại khả năng, chính là ta tuyên nhiên các ngươi bất luận có âm mưu hay là dương mưu gì, thì trong mắt của ta để không có bất kỳ ý nghĩa gì hay không. Nghe nói như thế, bà đau trai hừ làm tiếng có lẽ sẽ có tồn tại như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không phải là ngươi như vậy đi ta cho ngươi một cơ hội ngươi tùy tiện rút ra một thanh đao sau đó tự sát đi không nên lãng phí thời gian trân quý của hai chúng ta làm như thế ngươi có lẽ còn có thể lưu lại một đầu toàn thây đúng không bộ minh nhẹ gật đầu tự sát là lựa chọn rất tốt cho nên ngươi định tự mình đậm thủ đi miễn cho một hồi lại làm bẩn tay ta nghe được lời nói của bộ minh đoàn trai khóe mắt có chút co rút lại hiển nhiên là đã bị bụng minh chọc giận sau một khắc tay phải quánh vùng lên nhắm sau đó liền thấy được một thanh trường đao đạo quốc đang tắm ở trên mặt đất khẽ đun lên sau đó trong nhịp bắt lao vùng vút ra bộ minh thần sắc lạnh đùng tay phải cũng vung lên một nửa trường đao đạo quốc trong tay cũng gào thét lao tới càng càng càng. Đào ca đao mang của song phương trong giáp bắt đối đầu trường đao đạo quốc vô cùng cứng rắn nháy mắt nổ tung biến thành một quần lửa như vào mặt trời ở dưới sân có thể gọi là ngàn vạn tia lửa che khuất bầu trời có chút thú vị nhìn thấy buôn lại có thể ngăn trở một chiêu này của mình thân sắc bà đao trai trở nên nghiêm túc bấy phần hắn được gọi là bà đao trai đội để chứng minh tù vị kiếm đạo của hắn tại đạo quốc xuất sắc đến cỡ nào giờ đây khắc đầy bà đao trai hai tay lại lần nữa vùng lên lần này có hơn 100 trăm chuôi trường đao đạo quốc trên mặt đất đồng thời bật lên sau đó che ngập bầu trời hướng về phương vị Bụng minh gào thét lao tới liên tiếp có tiếng xe gió truyền đến chẳng những vô cùng chói tai mà đa quan lại cực kỳ đáng sợ càng 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 nhưng là tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của quy chi bán ảnh chỉ liền thấy được bộ minh tùy khẽ vươn tay đoàn lấy chua trưởng đa đạp quốc đầu tiên đang gào thét lao đến sau đó đa quan trong tay anh lấy lên mỗi một kích đều chuẩn xác đến đáng sợ không xa không kém phá hủy hoàn loạt trưởng đa đạo quốc ở phía sau. Trước trước sau sau, không tới vài phút, sát chiều của bà đau trai liền bị bụng binh ngăn cản. Thế công của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Càng! Để cuối cùng, thời điểm khi bụng binh một đao chém xuống, toàn bộ trưởng đa đạo quốc giữa công trung đều biến thành mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng văng đi. Một màn này làm cho sắc bạch quỷ chỉ bá ảnh biến hóa. Hắn nghĩ không ra, dưới tình huống như vậy, bà đào trai thêm mà lại còn ăn thịt thỏi mà vẽ mì thịt trên nét mặt bà đào trai có bị mất hiển nhiên là kinh ngạc trước sự cường đại của một mình